cái cách mà em nấu cái món cá tuyết này á, cái nhiệt độ nấu là nó tuyệt hảo, vừa đúng cái nhiệt độ để mà cái cá tuyết nó thể hiện được tất cả những cái hương vị của nó. Tôi thấy cái món ăn này đối với cái rượu là rất ngon, phải công nhận điều đó. Cái cách em làm nó rất dân dã của Việt Nam mình, khi gói lá chuối perfect. Cái món này là bà muốn làm ở trong nhà hàng không bà? I'm not a duck friend. Ông nói rằng là ổng không phải là cái người thích, bình thường không thích ăn vịt, nhưng mà cái món này rất là ngon. Ông không có cái lời nào khác, rất là ngon. Em tẩm ớt muối tiêu và em cuộn lại với nấm nút trắng của Pháp. Em xào với lại sả và xíu nước mắm, ăn với lại cái nước sốt chanh dây có chút xíu nước cốt dừa. Tinh bột ăn kèm thì em sử dụng cái khoai mì Việt Nam em bào ra, em có sắc một ít hành lá vô, định hình nó lại em đem đi hấp. Cái tôi ăn vào tôi rất thích, nó có một chút xíu gì phẳng phất của Việt Nam, nước mắm khơi lên lại cái mùi vị đặc biệt nấm ở trong, cho nên tôi thích. I think it's a lot of work. Bà cảm nhận được đây là một cái món mà em phải chuẩn bị rất là công phu, rất là nhiều giai đoạn để mà hoàn thành nó. Bà rất là thích cái nước sốt và cái cách mà em chế biến cái món gà, nên nó hương vị nó rất là ngon. Món đầu tiên Hưng mang đến mời cho ban giám khảo gồm có món là bánh đa cua kết hợp với cocktail mocktail strawberry ớt khe khà, nước cam tươi và vỏ chanh và đường, cộng với mocktail red barrel. Món ăn này Hưng mời đến ban giám khảo ngày hôm nay là món truyền thống mà ngày xưa mẹ của Hưng chuyên nấu cho Hưng để ăn sáng và đi học. Này hôm nay Hưng lại dùng cua của Pháp và lại kết hợp với thịt heo, gạch cua, nước lá lốt và tiêu, nước mắm để nhồi trong cái chả lá lốt. Hôm nay Hưng sẽ có hai món, đấy là chả lá lốt và cái chả Việt. Trong cái nước dùng, Hưng dùng cái xương của con lươn, Hưng ninh nước dùng với con cà cuống nữa và cho một chút giấm bỗng vào nữa để cho thêm cái mùi chua chua. Cái cặp đôi này khi mà Hưng kết hợp lại nó rất là tuyệt vời và rất là hoàn hảo, bởi vì cái hương vị acid nó làm cho cái đồ ăn và thức uống nó rất là thanh tao. In France we call that consommé. Cái nước dùng ở tiếng Pháp nó có một cái từ rất đặc biệt là cái từ mà nó là cái sự cân bằng giữa thịt và hải sản, và hai cái vị cộng lại với nhau nhưng mà nó tạo ra một cái vị rất là thanh tao, nó không hề có một tí gọi gì là béo hoặc là ngấy. Đến với cái món thứ hai, món ăn chơi lươn nướng riềng và mè kết hợp ăn với lại rau thơm, đậu phộng, nước mắm của con cà cuống, đặc biệt nữa là Hưng xia cái thì là tăng thêm cái mùi thơm. Cái món lươn là một cái món mà nó rất ít người nấu ở Pháp, bởi vì rằng là nấu lươn cái kỹ thuật nó cũng khá là khó, cho nên là bây giờ ở Pháp ít người ta dùng lươn, cho nên là mỗi lần mà có dịp để mà thưởng thức lươn thì bà rất là thích, bởi vì cái vị của con lươn á nó không phải là vị thịt mà cũng không phải là vị hải sản, mà nó hai vị nó đang xen với nhau và nó tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt. And I think it's, lại một lần nữa em có một cái sự kết hợp rất là tuyệt hảo, đặc biệt là những cái hương liệu rau mùi, cái mùi thơm của rau mùi nó kết hợp và nó cộng hưởng với lại cái nước cocktail này hòa cùng với nhau, làm cho cái sự kết hợp nó rất là độc đáo và rất là ngon. Món ăn tiếp theo Hưng muốn mang gửi đến cho ban giám khảo ngày hôm nay là món cá tuyết hấp với nấm, tương, xì dầu, cà chua cộng với thì là và củ sả. Cái vị của cái cocktail nó hơi giống giống với lại cái vị của cái hoa màu tím ấy, nó hơi chát chát. It's just cooked. We call that nak. Cái cách mà em nấu cái món cá tuyết này á, cái nhiệt độ nấu là nó tuyệt hảo, vừa đúng cái nhiệt độ để mà cái cá tuyết nó thể hiện được tất cả những cái hương vị của nó. Tôi thấy cái món ăn này đối với cái rượu là rất ngon, phải công nhận điều đó. Cái cách em làm nó rất dân dã của Việt Nam mình, khi gói lá chuối perfect. Cốm mùa thu Hà Nội mới có, vào đúng dịp mùa thu thì cái cốm tươi từ những cái gạo non Hưng mang sang đây xào với nước cốt dừa kết hợp với lại chuối và quýt, ăn với một chút caramel nó sẽ có cái vị ngọt chua chua đắng đắng và bùi bùi từ đậu phộng. Beautiful balance of flavors goes perfectly well with the cocktail. My only concern is that the rice is a bit hot. Ông bà nói rằng là đúng là cái hương vị của cái món đồ tráng miệng này với cái thức uống là hòa quyện với nhau rất là đẹp. Nhưng mà cả hai ông bà đều cùng có một cái nhận xét cảm giác là cái cốm nó hơi bị cứng. Còn lại về hương vị thì rất là ngon. Thank you.
Bravo, bravo. Hôm nay là em sẽ mang đến món đầu tiên, phở tôm hùm. Đặc biệt ở phở tôm hùm này là em có chọn một cái loại nước uống là Macchiato Bù ăn kèm với lại cái phở này. Đặc biệt là nước đây là nước phở tôm hùm. Chỉ cho một miếng tiêu nữa. Nước phở tôm hùm em sẽ sử dụng nhiều phần vỏ tôm, tôm khô, mực khô và tất cả là loại rau củ Việt Nam, thảo quả, hoa hồi và đinh hương. Cái đặc trưng ở trong cái phở này nữa là cái mùi vị của lá ế. Did you know the story about theo như cái kiến thức của bà biết được là nó đến từ một cái món nó gọi là pot de phở, có nghĩa là một cái nồi nấu phở ở Pháp này. Họ nấu bằng thịt bò, thịt nai, các loại xương bò, rồi những cái rau củ quả, và họ dùng cái nước lèo đó để mà họ ăn với lại rau. Không biết là từ cái lúc nào thì nó có câu chuyện phở là nó có thêm thịt bò rồi có thêm bánh phở vào trong đấy. Let me tell you the real thing. A story years ago, có one of the chồng friends, Pháp, có một cái family, người quản gia trong nhà là người Việt Nam. Và hôm đấy thì hai vợ chồng bảo là chúng tôi muốn dùng một cái món súp. Theo tiếng Pháp nó gọi là pot de phở, là một cái nồi nấu súp. Quản gia người Việt đó họ mới bỏ những cái thành phần khô ở Việt Nam rồi chế tạo nó ra một cái tô phở đầu tiên. Thì khi mà hai vợ chồng ăn thì thấy rất là ngon. Hỏi là cái món là món gì mà tại sao ngon thế? Thì cái người giúp việc mới nói là phở. Khi mà họ nói chữ phở là cái là P-H-O, nhưng mà cái chữ potifer của tiếng Pháp thì nó là P-H-E-U. Tôm hùm này rất là khó nấu, bởi vì nếu như mà em nấu chưa tới nó không ngon, và nếu nó nấu quá lửa thì nó sẽ bị bột. Em đang nấu cái tôm hùm đây là nó tuyệt vời, bởi vì bạn vẫn nhìn thấy được cái texture ở bên trong. Khi mà cắn vào thì nó rất là ngon, cho nên là bà nói là nấu rất là giỏi. For me it was a delish. Honestly, món phở này của mình cái mùi vị nó rất là thơm ngon và nó rất là thanh tao. Cho nên là ông cảm giác rằng là có thể là cái cocktail, sự lựa chọn cocktail này, cái mùi vị nó hơi nồng, nó hơi nhiều so với để mà kết hợp với lại cái món phở thanh tao như vậy. Nhưng mà nếu mà hai món đều biệt thì nó rất là ngon. Món thứ hai là em mang đến đây là cái món gỏi cá. Gỏi cá đây là cái đặc trưng của Phan Thiết. Và cái loại cá Duras là cá cháp đó, Việt Nam mình vẫn có, mình vẫn thấy được ở nước Pháp này, vậy mới chọn cá đó để làm cái gỏi cá kết hợp tất cả những loại rau củ ở nước Pháp. Đặc biệt ở đây là nước mắm đậu phộng. Cái đồ để mà trưng bày đồ ăn này là em tự tạo ra phải không? Yeah. Bà muốn đặt 100 cá cho nhà hàng của bà. Có một cái chút đặc biệt ở đây trong đây nữa là có một cái loại mè. Mè đó nấu trong chanh và cái dầu ớt rang lại để tạo ra cái mùi thơm. Perfect. Yeah. It's bà nói rằng là cái món này của em nó là sự kết hợp rất là ngon. Nó vượt giữa ceviche với lại tata. Cái hương vị của các loại rau quả nó hòa quyện với nhau rất là tuyệt vời. Đây là món thứ ba của mình đến là món vịt ướp chao. Trong cái vịt ướp chao đó còn lấy cái nước rút nó còn làm một cái loại như là một cái puree của cái sốt chao. Quyền ở đây là cũng sử dụng cái nếp than. Cái món này là cái món của ăn của Việt Nam ở miền sông nước. Cái món ăn này rau kho của Việt và Pháp kết hợp ức vịt của Pháp và chao Việt Nam, cho đó con ăn cho ăn kèm với gạo lứt của Việt Nam. Trong cái gạo lứt đó còn sẽ làm thêm một cái gem nữa là gem khới. Có mè ở trong đó không? I made the tofu romantic, no tamarind, no lemon, no vinegar. Cái món này là bà muốn làm ở trong nhà hàng không bà? I'm not a duck friend. Ông nói rằng là ông không phải là cái người thích, bình thường không phải ăn vịt, nhưng mà cái món này rất là ngon. Ông không có cái lời nào khác. Rất là ngon. Cái món này ra, nếu mà có chê đi nữa, tôi cũng không biết chê cái gì. Thấy hai người bạn đồng nghiệp ở đây, họ đều thích cái món này của em mình. Cái món này đơn giản, rất ngon. Và cái món thứ tư là cái món thơm đúc lò. Trong thơm nó cũng có nhồi với chuối và ướp qua một chút cô nhắc. Cái sốt tapioca là cái bột bán Việt Nam, nấu với nước cốt dừa Việt Nam. Cái nhân thơm thì cũng xào với xả và còn cho một chút chua nhẹ của cái dâu ở Pháp. Cái tưởng kết hợp giữa chuối với lại thơm mà nướng như vậy thì rất là hay. Và món đầu tiên em gửi tới ban giám khảo là một món bún tôm châu chúc ở một cái vùng quê thuộc châu chúc của tỉnh Bình Định. Ở tỉnh Bình Định thì người ta sẽ giã con tôm nhỏ và ta sẽ nguyên cái vỏ luôn. Hôm nay em làm cái tôm giống như vậy với cái vị như vậy, và cái chả tôm này em làm mềm hơn. Với cái nước dùng này thì em nấu với tôm khô, mực với lại
xoài điệp. Và cái bún thì mình luộc trực tiếp vào cái nước dùng luôn. Đó là cái điểm đặc trưng của bún tôm ở vùng Châu Chúc. Sau khi mình ăn gần hết cái dĩa này thì những cái hoa văn đó chính là cái hoa sen. Đó là cái biểu tượng hoa của Việt Nam chúng tôi ạ. À. You came here to make a mix. Đây là cái chủ đề là giao thoa giữa ẩm thực Pháp và Việt, nhưng bà cảm thấy là nó hơi nghiêng về phía Việt nhiều quá mà nó đang ít cái phần của Pháp, chưa có được cái yếu tố wow ở trong cái món này. Mutton cognac and ginger ale is one of them. Cũng đồng ý với lại bà Flora, ông đã từng đến Việt Nam rồi, cũng đã thử nhiều cái món rồi, nhưng mà thực sự là cái này nó vẫn thiếu một cái gì đó để mà nó làm cho người ta có cái ấn tượng là wow. Cái món thứ hai này là chả giò cua, thì trong này em có kết hợp là cua em mua ở bên Pháp với lại măng tây là của Pháp với lại một ít nấm mèo Việt Nam và cái nấm tuyết, trộn nó lên và em gói nó lại cái bằng cái bánh tráng bò bía, thì mình sẽ chấm với lại cái nước mắm chua ngọt. Nhưng mà hôm nay thì em không có để tỏi, em chỉ để cái lá ngò với lại ớt với một ít tiêu xanh. Cái nhân của em làm rất là ngon, cộng với lại bà rất là thích cái hương vị của cái nước mắm. Tuy nhiên mà về phần trình bày thì bà nói rằng là những cái món rau để lên như vậy, nó cảm thấy là nó không có đi chung với lại cái món ăn trong phần trình bày của mình. I love fried spring rolls. Ông I was happy. Chả giò chiên, cho nên là cái gì chả giò chiên là ông thích hết. Chỉ có điều là cái phần nước mắm thì ông cảm thấy cái nước chấm nó hơi nhiều, cái mùi mắm quá, ông không quen với cái vị đó. Đối với ông là vẫn ok. Em mua gà Pháp, em file mỏng ra, em tẩm ớt muối tiêu và em cuộn lại với nấm nút trắng của Pháp. Em xào với lại sả và xíu nước mắm, ăn với lại cái nước sốt chanh dây có chút xíu nước cốt dừa. Tinh bột ăn kèm thì em sử dụng cái khoai mì Việt Nam em bào ra, em có sắc một ít hành lá vô, định hình nó lại em đem đi hấp. Cái tôi ăn vào tôi rất thích, nó có một chút xíu gì phẳng phất của Việt Nam, nước mắm khơi lên lại cái mùi vị đặc biệt nấm ở trong, cho nên tôi thích. I think it's a lot of work. Bà cảm nhận được đây là một cái món mà em phải chuẩn bị rất là công phu, rất là nhiều giai đoạn để mà hoàn thành nó. Bà rất là thích cái nước sốt và cái cách mà em chế biến cái món gà, nên nó hương vị nó rất là ngon. Tuy nhiên là cái món khoai mì, nếu mà chiên nó lên làm cho nó giòn ở phía ngoài và bên trong nó mềm thì là nó sẽ cộng hưởng với lại cái hương vị và cái texture của món gà, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Món tráng miệng cuối cùng là cái bột nếp em bọc với lại đậu xanh, mình nấu một chút xíu đường phèn để tránh bị quá ngọt. Chúng ta lấy cái nếp đó bọc lại và đem đi hấp lên ăn với lại cái sốt xoài nước cốt dừa. I like your sauce. Rất là thích cái vị của cái nước sauce. Bà cảm thấy là cái phần phía ngoài nó hơi bị nhũn một chút xíu. Cái món này nếu mà nó được phục vụ nóng hơn một chút xíu thì nó sẽ ngon hơn. Rất là thích cái mùi của cái nước sauce, cái hương vị của cái nước sauce, và toàn thể thì nó cộng hưởng rất là tốt với lại cái hương vị của cái nước uống ginger ale mà cô nhé. Yeah. Thank you. Chiến thắng của giải thưởng khám phá Audacity Award đó chính là xin chúc mừng đầu bếp Thanh Vân. Food, thank you. Really. Yeah.